Vâng, xin chào tất cả quý bác anh chị trong toàn quốc. Rất vui mừng gặp lại các anh chị. Và ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ anh chị một cái mẫu nhà 2 tầng mái Nhật thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Bây giờ mời anh chị quan sát bên phía tay phải, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ hồ sơ công trình này. Thì đây là công trình nhà 2 tầng mái Nhật, kích thước mặt tiền của ta là 12,75, chiều sâu nhà 13,35. Đấy, thì các anh chị nhìn đây có gara ô tô này, khu vực phòng khách và khu vực bếp tách riêng. Và kiến trúc mái Nhật và sơn màu trắng sứ cộng với ngói xanh. Ở đây mặt tiền trước của chúng ta nhìn rất là tối giảm, và trên thì kính cuốn vòng. Đấy, các cái vị trí trang trí các cái cột xẻ rãnh rất là tối giảm, nhưng nhìn ngôi nhà vẫn toát lên vẻ đẹp. Đây là cái không gian để chúng ta đi vào bếp này. Đấy, khu vực bếp. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ góc nhìn này, các anh chị nhìn rõ hơn. Khu vực ban công thì là thép, thép mỹ nghệ và sơn tĩnh điện, toát lên cái vẻ sang trọng của công trình. Bây giờ mời anh chị chúng ta sẽ đi vào kích thước cụ thể. Ở dưới tầng 1 thì các anh chị quan sát có một gara ô tô 20, đây tôi sẽ zoom gần 28m2. Đấy, gara ô tô 28m2, phòng khách 28m2, phòng ăn của chúng ta là 28m2, khu vực bếp của chúng ta 15m2, khu vực để xe máy 17m2. Ở đây chúng ta có một phòng ngủ số 1 là 15m2 các anh chị nhé. Đây mô hình 3D đây, cứ 2D thì đơn vị nhà đẹp Green có bản vẽ 3D. Gara ô tô này, phòng khách này, khu vực để xe, không gian bếp, vệ sinh, khu vực ăn, lên phòng ngủ, cầu thang đi lên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có không gian như sau. Phòng ngủ số 2 của ta là 2, phòng ngủ số 2 của ta gần 30m2, 28m2 các anh chị nhé, 28m2. Phòng ngủ số 3 23m2. Đấy, phòng ngủ thứ 4 của ta là 15m2 ở trên tầng 2, thì mô hình 3D đây. Các anh chị quan sát cứ 2D thì đơn vị nhà đẹp Green có bản vẽ 3D. Đây các anh chị nhìn đấy, chi tiết đặt đồ. Vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ nhanh toàn bộ cái hồ sơ công trình nhà 2 tầng mái Nhật. Những anh chị nào mà cần tư vấn thiết kế, thi công xây dựng nhà thì hãy liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566. Hôm qua video này chân thành cảm ơn gia đình anh Dũng ở tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo. Chia sẻ các anh chị có cuốn sách, đó là Xem giờ đẹp ngày đẹp năm Quý Mão 2023 để xây nhà. Các anh chị mua sách thì cũng liên hệ với chúng tôi. Cuốn sách số 2 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là Xây nhà cùng bạn dành cho các chủ nhà. Trong cuốn sách này thì các anh chị hãy soạn theo tôi cú pháp họ tên và số điện thoại để chúng ta sẽ được nhận sách các anh chị. Chọn anh Tuân, tại vì sao? Anh Tuân có những cái mà tư vấn hay là những cái mà tư vấn cho gia chủ ấy thì thực ra là rất là quan tâm. Thì mình có rất nhiều cái sự lựa chọn khác nhau nhưng mình vẫn lựa chọn anh Tuân. Và hiện tại thì mình đây cái công trình của gia đình ấy thì thực sự là rất là ưng ý với cái thiết kế của anh Tuân. Các bạn mà muốn có một kiến trúc đẹp, công năng hợp lý, có một cái cấu vững chắc thì hãy liên hệ với công ty nhà đẹp của Dinh. Công ty nhà đẹp của Dinh thì làm cho bao nhiêu khách hàng quý và không có một lời phàn nàn nào cả. Do em thực tế là em không biết với công ty nhà đẹp của Dinh, nhưng mà trong quá trình là tìm hiểu rất thì anh Tuân là người tư vấn nhiệt tình nhất và các kỹ sư thì làm cho em một sự hài lòng. Chắc em không có gì rồi, em gửi lời cảm ơn giám đốc công ty nhà đẹp của Dinh là anh Phạm Văn Tuân cùng toàn thể anh em công ty. Em chúc cho công ty ngày càng phát triển nữa, ngày càng làm nhiều ngôi nhà đẹp để cho cái giải trẻ em nhà mình ngày càng phát triển và nhiều ngôi nhà đẹp để mặc lên. Toàn bộ công trình là mặt tiền là 10m, chiều sâu nhà 20m, không có một cái cột nào. Và bây giờ thì tôi xin phép phỏng vấn anh chị Chính Hân một chút về cái sản phẩm dịch vụ của nhà đẹp Green. Chào chị Hân nhé. Thì bây giờ khi chị sử dụng nhà đẹp Green thì thấy là cái công trình mình mà sử dụng cái công nghệ mới không có một cái cột nào nó so với cái nhà cũ, cái công trình cũ, thì chị ở chị thấy thế nào ạ? Thấy thoáng và rộng. Thoáng và rộng. Nói chung là tiện gia đình bán hàng như thế này rất là thuận lợi, nó không vướng cột, nó không có che lấp mặt hàng. Thì cô cũng cảm ơn tất cả công ty nhá. Vâng. Đã lấy được cái nhà đẹp cho cô mới để cho các em.
cô cũng rất là cảm ơn đến ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô và toàn thể gia đình, chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, càng các em luôn luôn mạnh khỏe và các cháu vạn sự và mạnh khỏe và công việc làm việc được tấn tới và thành đạt và mọi sự như ý. Thế cô cũng cảm ơn tất cả trong anh em trong công ty nhá. Vâng. Mạnh khỏe coi như làm ra nhiều nhà đẹp. Vâng. Cô không biết nói gì, cô chỉ biết nói thế thôi. Xin chào tất cả các bạn. Chào các anh chị. Yeah!